Mình muốn giải thích một cách dễ hiểu nhất hệ thống visa khởi nghiệp là gì, bao gồm những quy trình và các giấy tờ cần thiết như thế nào. Sử dụng 2 nhân viên toàn thời gian trở lên hoặc đầu tư từ 5 triệu yên trở lên vào công việc kinh doanh. Để giải quyết vấn đề trên thì đã có chế độ thị thực khởi nghiệp. Vậy điều gì làm cho chế độ thị thực khởi nghiệp khác với thị thực quản lý doanh nghiệp? Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Swimmy Channel. Gần đây, người nước ngoài khởi nghiệp tại Nhật ngày càng tăng. Các rào cản khởi nghiệp ở Nhật Bản đã được gỡ bỏ đáng kể. Một phần là do chính phủ Nhật Bản đang có động thái thúc đẩy kinh doanh. Tuy nhiên, mình cũng nghĩ sẽ có nhiều người vẫn cảm thấy các yêu cầu cho thị thực kinh doanh, quản lý vẫn còn khá khắt khe đúng không nào? Tin tốt cho mọi người là các chính quyền địa phương đang bắt đầu áp dụng hệ thống thị thực khởi nghiệp, có các yêu cầu dễ dàng hơn thị thực visa kinh doanh, quản lý. Hệ thống thị thực khởi nghiệp sẽ giúp bạn điều hành công việc kinh doanh dễ dàng hơn bao giờ hết. Vì vậy, trong video lần này, mình muốn giải thích một cách dễ hiểu nhất hệ thống visa khởi nghiệp là gì, bao gồm những quy trình và các giấy tờ cần thiết như thế nào. Nếu bạn đang bắt đầu cân nhắc về việc bắt đầu kinh doanh tại Nhật thì hãy xem đến hết video ngày hôm nay nha. Trước hết, hãy kiểm tra các yêu cầu để lấy thị thực kinh doanh, quản lý. Các yêu cầu phải được đáp ứng trước khi nộp là đảm bảo một văn phòng để điều hành công việc, sử dụng 2 nhân viên toàn thời gian trở lên hoặc đầu tư từ 5 triệu yên trở lên vào công việc kinh doanh, dự kiến cho thấy công việc kinh doanh ổn định và liên tục. Vừa rồi là những yêu cầu đối với thị thực quản lý kinh doanh, trong đó có thể bạn sẽ cảm thấy yêu cầu thứ hai quá là khắt khe. Tuy nhiên, nếu bạn đã thành lập công ty và thành lập chi nhánh tại Nhật Bản thì mình nghĩ là không khắt khe. Đối với những người muốn thành lập công ty từ đầu tại Nhật Bản thì khá là khó khăn khi phải đủ điều kiện, có nhân viên chính thức và đầu tư 500 man yên trở lên. Để giải quyết vấn đề trên thì đã có chế độ thị thực khởi nghiệp. Chế độ thị thực khởi nghiệp là một hệ thống được giới thiệu đặc biệt bởi các tỉnh và thành phố được chỉ định là đặc khu chiến lược quốc gia để giúp người nước ngoài khởi nghiệp một cách dễ dàng hơn. Hiện tại, toàn quốc đã có 3 thành phố là Tokyo, Aichi và Hiroshima và 4 tỉnh là Fukuoka, Sendai, Niigata và Imaji đã áp dụng, dự kiến sẽ còn tăng trong thời gian tới. Vậy điều gì làm cho chế độ thị thực khởi nghiệp khác với thị thực quản lý doanh nghiệp? Hãy cùng mình kiểm chứng ngay sau đây nhé! Thị thực khởi nghiệp là một cách khởi nghiệp bắt đầu một cách hiệu quả nhất. Nhắc lại một xíu là đối với visa quản lý kinh doanh, bạn phải thỏa mãn điều kiện trước khi xin visa. Nhưng với chế độ mới này, bạn không cần đáp ứng nó trước khi xin nộp đơn. Sau đây, mình sẽ giải thích rõ ràng về quy trình. Mình sẽ lấy Fukuoka làm ví dụ. Và đây là quy trình xin cấp thị thực khởi nghiệp. Đầu tiên, các bạn sẽ phải gửi tài liệu như kế hoạch hoạt động thành lập công ty đến thành phố Fukuoka. Tiếp theo, thành phố Fukuoka sẽ xác nhận nội dung của các tài liệu. Nếu dự kiến sẽ đáp ứng các yêu cầu đối với thị thực kinh doanh, quản lý, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ kiểm tra. Tiếp theo, nếu nhận được chấp thuận, bạn sẽ được cấp tư cách cư trú, thị thực kinh doanh, quản lý 6 tháng. Và nếu bạn có thể đáp ứng các yêu cầu về thị thực kinh doanh, quản lý trong vòng 6 tháng thì ok. Nói một cách dễ hiểu thì là visa thị thực kinh doanh, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu trước khi xin visa, trong khi thị thực khởi nghiệp cho bạn thời gian gia hạn là 6 tháng để bạn đáp ứng các yêu cầu. Tất nhiên thì bạn có thể được visa thị thực kinh doanh quản lý trong vòng 6 tháng nên bạn có thể hoạt động kinh doanh của mình theo cách giống như visa thị thực kinh doanh quản lý thông thường. Trong khi điều hành công ty, bạn có thể chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu, chẳng hạn như thuê nhân viên và chuẩn bị vốn 5 triệu yên. Hiện tại thì các yêu cầu chỉ được áp dụng tại 4 tỉnh và 3 thành phố được chỉ định là đặc khu chiến lược quốc gia. Hiện tại, ngoài những nơi này thì sẽ không được áp dụng tại các nơi khác nên các bạn cần chú ý nha. Và đây là những tài liệu mà bạn cần chuẩn bị. Trong trường hợp visa quản lý kinh doanh thì kế hoạch kinh doanh sẽ được khảo sát. Còn trong trường hợp là thị thực khởi nghiệp thì tài liệu kế hoạch xác nhận hoạt động nền tảng sẽ được nhấn mạnh. Hơn nữa, trong vòng 6 tháng bạn sẽ bị xem xét rằng bạn có nghiêm chỉnh đang kinh doanh thật hay không, bạn có đủ tiền sinh sống ở Nhật trong vòng 6 tháng hay không. Tiếp theo là nội dung ghi trong kế hoạch xác nhận hoạt động thành lập.
Để nhận được chế độ mới, bạn cần viết cụ thể kế hoạch kinh doanh của mình. Nếu cục xuất nhập cảnh xem xét và thấy kế hoạch của bạn có thể kinh doanh, trong 6 tháng có thể thỏa mãn các điều kiện thì bạn sẽ được cấp. Nhưng ngược lại, nếu nội dung kế hoạch của bạn không đủ chi tiết hay không có khả năng thực hiện thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Các bạn đã hiểu rõ về chế độ mới chưa nào? Nếu những bạn nào muốn kinh doanh ở Nhật nhưng lại cảm thấy khó khăn khi xin visa kinh doanh, hãy thử tìm hiểu chế độ visa startup và khởi nghiệp hiệu quả nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Nếu còn gì thắc mắc, hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha. Cuối cùng, nếu thấy video này bổ ích, hãy like, share và đăng ký kênh của chúng mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!